Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải đề thi lý thuyết của kỳ thi nghề phổ thông cấp trung học phổ thông khóa thi ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Cô sẽ hướng dẫn giải mã đề thi 113. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Câu 1, khi nhập công thức bằng n mũ bậc đơn 2 lớn hơn 1 phải o mở bậc đơn 1 bé hơn 2 phải 2 lớn hơn 1 đóng bậc đơn đóng bậc đơn trong Excel kết quả trả về là gì? Để tính cái hàm n thì chúng ta sẽ xác định coi cái hàm o trong này là sẽ nhận kết quả là gì. O 1 bé hơn 2, 1 bé hơn 2 là đúng. 2 lớn hơn 1 là đúng luôn. Hàm o có hai giá trị đúng thì nguyên cả hàm này là đúng. Bên ngoài 2 lớn hơn 1 đúng tiếp. Đúng. Giá trị bên này cũng đúng. Hàm n giá trị của nó tất cả đều đúng thì nguyên cái hàm này sẽ trả về giá trị là đúng. Câu 2. Tổ hợp phím Shift Enter trong Word có tác dụng là gì? Shift Enter có tác dụng là gì? Câu B đúng nha, ngắt dòng văn bản nhưng vẫn giữ trong đoạn văn bản. Bên cạnh đó cô sẽ giải thích luôn ngắt đoạn văn bản để sang đoạn văn bản mới thì chúng ta sẽ sử dụng phím Enter. Trang văn bản để sang trang văn bản mới thì chúng ta sẽ dùng tổ hợp phím Ctrl Enter. Ngắt cột văn bản khi định dạng chia cột văn bản thì chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp phím Ctrl Shift và Enter. Câu 3. Cách tổ chức thư mục và tập tin trong hệ điều hành Windows không cho phép. Câu B nha, tạo một tập tin có chứa thư mục con. Cái này sai, tạo thư mục con có chứa tập tin thì mới đúng, đảo ngược lại nha. Câu 4, trong một công thức của Excel có ghi địa chỉ đô la B2, khi sao chép công thức này xuống dưới thì... Câu B, chỉ có địa chỉ hàng thay đổi. Tại vì đô la B là cố định cái cột, còn số 2 này không có giá đô la thì nó sẽ thay đổi khi chúng ta sao chép xuống. Câu số 5. Để bật hoặc tắt thanh công thức trong Excel ở thẻ View ta chọn. À đây, thì chúng ta sẽ chọn cái công thức này. Câu B là đúng. Formula 3. Câu 6. Nút gạch chéo trong hình này có tác dụng. Gạch chéo là nút này. Thì nó sẽ có tác dụng như nút Cancel, câu A. Câu 7. Một số thiết bị lưu trữ của máy tính thông dụng là thiết bị lưu trữ. Câu D nha, đĩa cứng, thẻ nhớ và đĩa quang. Câu 8. Trong đơn vị đo lường thông tin, 2 MB bằng 1 MB là bằng 1024 KB. Như vậy 2 MB là bằng 2048 KB. Câu 9. Thiết bị trong hình này là gì? Thiết bị này tức là cái bo mạch chủ. Câu C. Câu 10. Hàm MOS mở bậc đơn 22,5 đóng bậc đơn cho trong Excel cho kết quả là gì? Hàm mod là chia lấy phần dư, 22 chia cho 5 lấy phần dư thì sẽ được là 2. Câu D đúng. Câu 11, công thức 2 mũ 3 cộng cho 2 nhân cho 4 trừ 1 trong Excel cho kết quả là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ tính trong bậc đơn trước.
4 trừ 1 là bằng 3. 2 nhân 3 là bằng 6. Vế bên phải là bằng 6. Bên trái là 2 mũ 3 là bằng 8. 6 cộng 8 là bằng 14. Câu C đúng. Câu 12. Công thức rau. Mở một đơn 1, 2, 3, 4, 5, chấm 6, 7, 8 phải trừ 3 trong Excel cho kết quả là gì? Trừ 3 tức là làm tròn đến đơn vị hàng ngàn. Thì câu đúng là B, 12.000. Câu 13. Một số hệ điều hành được sử dụng trên máy tính hiện nay. Cái này không phải, Office không phải hệ điều hành nè. Ở bên Office cũng không phải là hệ điều hành nè. Câu B đúng nè. Windows, Ubuntu, Linux, Mac OS. Câu B đúng. Câu 14. Để tạo tiêu đề đầu trang trong thẻ insert của quật ta chọn. Tiêu đề đầu là header. Header. Thì chúng ta sẽ chọn header 14D. Câu 15. Sử dụng các phím số để gõ dấu tiếng Việt trong văn bản quật là kiểu gõ Veneer. Sử dụng phím số để gõ dấu là Veneer, còn chữ để gõ dấu là Telex. Câu 16. Để xuống dòng trong cùng một ô của Excel, tổ hợp phím là Alt cộng Enter. Câu 17. Trong soạn thảo Word, muốn chọn khối nhanh một từ, ta có thể nhấp đôi vào từ đó. Muốn chọn nhanh thì nhấp đôi vào từ đó. Nhấp đôi chuột vào từ đó. Câu C đúng. Câu 18. Trong Excel, địa chỉ $ABC, $123 là địa chỉ gì? Đây là địa chỉ tuyệt đối. Có giá đô la phía trước là tuyệt đối nha. Tuyệt đối hàng và tuyệt đối cột. Câu 19. Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị là 7,5. Công thức tại ô H, công thức tại ô B1 có nội dung x A1 lớn hơn bằng 5 thì trung bình, x A1 lớn hơn bằng 7 thì khá, x A1 lớn hơn bằng 8 giỏi, còn lại là xuất sắc. Khi đó kết quả nhận được 7,5 thì nó sẽ nằm ở ngay chỗ cái đoạn này. A1 lớn hơn bằng 7 thì trả về kết quả là khá. Câu D. Câu 20. Trong Excel muốn trình bày chỉ số dưới, ví dụ H2O thì chúng ta sẽ vào format cell chọn subscript. Câu 21. Thiết bị dùng để lưu trữ tạm thời khi làm việc với máy tính. Ở lớp 10 chúng ta học là thiết bị dùng để lưu trữ tạm thời là RAM. Câu B đúng. Câu 22. Để xem thông tin về dung lượng và nhãn của ổ đĩa, nhấp chuột phải vào ổ đĩa cần xem và chọn Property. Câu 22A. Câu 23. Để xóa ký tự bên phải con trỏ khi soạn thảo văn bản chung Word, ta sử dụng phím Delete. Xóa ký tự bên phải là dùng Delete, còn giá trị bên trái là Backspace. Câu 24. Khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt trong Word với kiểu gõ Veneer, Veneer là gõ dấu bằng số đó, và bảng mã Unicode, thì nhóm phông chữ nào phù hợp để hiển thị tiếng Việt chính xác? Câu B nha, Times New Roman và Arial. Câu 25, hàm ABS mở một đơn 5.25 trừ 7 đóng một đơn trong Excel cho kết quả là gì? ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối. 5.25 trừ 7 là bằng trừ 1.75, mà trừ tuyệt đối sẽ thành bằng 1.75. Câu 26, để trình bày các biểu thức toán học trong Word trong thẻ Insert ta chọn. Biểu thức toán học ta chọn này nè, Equation là câu B. Câu B đúng. Câu 27. Cho một bảng dữ liệu như hình bên trong Excel, kết quả của công thức VLOOKUP, ký tự B. VLOOKUP là tra cứu theo theo cột. VLOOKUP là tra cứu theo cột. Ký tự B. Ký tự B mà tra trong bảng A31 đến B34. A31 là đây, B34 là đây, là nguyên cả vùng này.
lấy ở cột số 2 và tìm kiếm chính xác. Thì chúng ta tra A, A B cột số 2 chúng ta sẽ bằng 10, 15. Câu 18, câu 28. Tại màn hình desktop của hệ điều hành Windows. Câu A là câu đúng nha, cho phép tạo thư mục và tập tin. Câu 29, hàm O của Excel trả về giá trị sai khi. Hàm O trả về sai khi tất cả các giá trị đều sai. Thì câu nào đây? Câu C, tất cả các đối số của hàm đều sai. Câu 30, để tạo một siêu liên kết trong văn bản Word ở thẻ Insert tay chọn. Đây, Hyperlink, câu C. Câu 31, thiết bị trong hình này là RAM. Cái này ở lớp 10 chúng ta học chúng ta cũng biết rồi. Câu 32, để lặp lại một thao tác định dạng vừa thực hiện trong Word, có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl E. Câu 33, cho một bảng dữ liệu như hình bên trong Excel kết quả công thức HLOOKUP. HLOOKUP là tra cứu theo hàng. Ký tự B tra trong bảng từ A41 đến D43. A41 là đây, đến D43 là đây, là nguyên cả cái bảng này. Lấy ký tự B đem tra, nhưng chúng ta lấy ở hàng thứ hai. Thì hàng số 1, hàng số 2 chúng ta sẽ được ký tự D. 33C. 34. Để tạo biểu đồ trong Word ở thẻ Insert, ta chọn biểu đồ. Là chúng ta sẽ chọn chắc. Câu A. 35. Một số trình duyệt web thông dụng hiện nay trên hệ điều hành Windows. Photoshop không phải trình duyệt web, câu A sai nè. Microsoft không phải trình duyệt web, câu B sai luôn nè. Word của Excel không phải trình duyệt web nè. Câu D là câu đúng. 36. Khi thực hiện lệnh in văn bản Word ở màn hình hiển thị như hình bên, để thay đổi hướng in ngang dọc của giấy in, cần thay đổi ở mục. Hướng in là đây, chỗ này. Câu A đúng. Câu 37. Đối với hệ điều hành Windows, phím Print Screen có tác dụng chụp màn hình hiện tại và lưu vào bộ nhớ. 38. Để đặt lề giấy cho văn bản đang soạn thảo trong Word ở thẻ File Layout của hình bên, ta chọn Margin. D. 39. Để hiển thị thước ngang thước dọc trong Word ở thẻ View như hình bên, đánh dấu vào Ruler. Câu D. Câu 40. Sau khi chọn khối văn bản trong Word, nhấn tổ hợp phím Ctrl và dấu ngoặc vuông ngược lại như thế này sẽ có tác dụng là giảm kích thước. Câu D, giảm kích thước chữ trong khối văn bản. Như vậy, cô đã hướng dẫn xong các em giải đề thi lý thuyết của năm học 2018. Chúc các em ôn tập tốt, thi đạt được kết quả cao. Chào các em. Check the mic and make sure it sound right, boys.